Xin chào mọi người, mình là Jen, lại gặp mọi người trong cái video này nữa rồi. Và theo như cái tiêu đề ngày hôm nay thì mọi người cũng biết là mình sẽ làm tới cái chủ đề gì rồi. Bởi vì mình thấy là mọi người rất là quan tâm tới cái này và cũng như là rất là lo lắng khi mà mọi người sử dụng cái phương pháp boxing sinh này lần đầu tiên cho với vùng nách hay là vùng bikini. Thì mình thấy đa phần các bạn sẽ gặp cái trường hợp này và cảm giác rất là lo lắng và hoang mang là không biết mình có bị làm sao hay không, hay là da mình có bị tổn thương gì hay không. Mọi người sẽ thấy lúc mà vừa mới giật sáp xong thì nó sẽ có hiện tượng là bị rỉ máu ở lỗ chân lông, và đặc biệt là với vùng nách và vùng bikini thì khá là nhiều. Và thì hôm nay thì mình sẽ làm cái video này để giải đáp những cái thắc mắc đó của mọi người, để mọi người bớt hoang mang hơn và cũng như là yên tâm sử dụng cái phương pháp waxing này nha. Chắc là mọi người cũng biết là cái phương pháp waxing này thì nó sẽ loại bỏ lông tận gốc, và với những cái vùng da mềm và da nhạy cảm như là vùng nách này hay là vùng bikini thì sau khi mọi người waxing xong hay là lúc mọi người vừa mới giật sáp xong thì nó rất dễ gặp cái trường hợp đó là bị chảy máu ở lỗ chân lông. Và vì sao lại như vậy? Mọi người cũng biết là cái vùng bikini là cái vùng da cực kỳ nhạy cảm và chứa rất là nhiều dây thần kinh này, và có chứa nhiều mạch máu nhỏ ở bên dưới bề mặt da. Và đặc biệt cái vùng này nó lông mọc rất là cứng với cả rất là nhiều. Mọi người giật sáp thì lông nó sẽ đi tận gốc và nó sẽ làm tác động tới những cái mạch máu nhỏ ở dưới bề mặt da, thì nó sẽ làm vỡ các mạch máu này ở bên dưới bề mặt da và làm máu bị chảy ra bên ngoài. Với những bạn nữ mà có cơ địa lông nhiều này hay là lông đen cứng thì nó cũng gặp cái trường hợp này luôn. Mọi người thường gặp thấy là bị rỉ máu ở lỗ chân lông khi mọi người waxing ở vùng neck hay là vùng bikini. Điều này rất là bình thường và không có ảnh hưởng gì tới làn da của mọi người hết. Sau khi mọi người waxing nó đã bị chảy máu rồi và nhưng trên cái bề mặt da đấy vẫn còn lông thì mọi người có waxing được hay không thì vẫn có thể nhá. Khi mọi người waxing và giật mình sáp đó ra và có bị rỉ máu ở lỗ chân lông thì mọi người chỉ cần lấy là khăn giấy này hoặc là khăn giấy ướt, mọi người lau sạch cái lớp da đó, có thể tiếp tục waxing lại trên cái bề mặt da đó luôn cũng được. Có một cái lưu ý là khi mọi người waxing trên cùng bề mặt da thì mọi người không nên waxing quá nhiều lần trên bề mặt da đó, bởi vì nó sẽ rất dễ gây ra tình trạng là bị mẩn đỏ này. Mọi người không căn được nhiệt độ của sáp thì khi mà phết sáp lên trên da thì nó rất dễ gây ra tình trạng phồng da nữa. Và sau khi mọi người waxing xong thì mọi người nên vệ sinh da bằng cái dầu lau sáp này để loại bỏ cái sạch cái sáp thừa, và mọi người nên sử dụng các loại kem dưỡng thì nó sẽ tốt hơn là mọi người sử dụng bằng mỡ trăn. Bởi vì cái lỗ chân lông sau khi mọi người waxing nó đã mở to rồi, nếu như mọi người thoa các loại kem có kết cấu dày này hay là mỡ trăn ấy thì nó rất dễ gây ra tình trạng là bít tắc lỗ chân lông và gây ra tình trạng là bị mọc lông ngược. Mình thấy là đối với những bạn nào mà waxing lần đầu tiên đối với vùng nách này hay là vùng bikini, ở những bạn có cơ địa lông đen cứng thì nó rất dễ gây ra tình trạng là bị rỉ máu ở lỗ chân lông. Nhưng điều này rất là bình thường và không có ảnh hưởng gì tới làn da của mọi người hết. Và nếu trên bề mặt da đấy nó vẫn còn lông thì mọi người vẫn có thể là face up lên trên cái vùng da đó và waxing lại tiếp tục. Và mọi người lưu ý là không nên waxing đi waxing lại trên một vùng da quá nhiều nhá. Mình thấy tối đa 3 lần là ok rồi đấy. Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ một số những cái thông tin cũng như là kiến thức để mọi người sử dụng cái phương pháp waxing này tại nhà mà không cảm thấy hoang mang này, cũng như là được an toàn. Và còn bất kỳ thắc mắc nào thì mọi người cứ để lại comment ở bên dưới cho mình biết nha. Và đừng quên tặng cho mình lúc like và lúc đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt mọi người.